vào đây nha các bạn. Đây nè, là thành phẩm của mình làm nè. Sẽ quay một vòng cho các bạn xem ha. Các bạn thấy thế nào thì để lại dưới phần bình luận cho anh biết ha. Và cũng như mọi khi thôi nha các bạn, mình cũng test thử lên cái ống bóng đó thôi nha, đi ngược lại đằng kia nha các bạn. Nha các bạn, mình test xong ha. Rồi bạn thấy như thế nào thì hãy cho mình biết, cũng có ý kiến với phòng bình luận nha. Nếu thấy hay thì cho mình một like ha, cái kênh ủng hộ thêm tinh thần cho mình nha các bạn. Rồi, mình cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua nha. Tạm biệt các bạn nha.